Gia đình nó không có con cháu tội lắm. Có những người ta vẫn còn có con cháu để cầu siêu, để cúng kiến. Cho nên là cũng trông mong là cái lời cầu nguyện của mình trên tất cả mọi người, những người đã mất sớm siêu thoát. Tiếng chuông cầu cho để báo hiệu cầu cho người chết thì nó trầm lắng hơn là cái tiếng chuông mà hàng ngày vẫn giật thì nó rền vang và nó đều đều. Cái ngày hôm nay là ngày tưởng nhớ thì chị cũng có một chút gì đó nhỏ nhẹt, nhưng chị gửi tấm lòng của chị gửi đến những cái người nạn nhân bị nhiễm. Thì sau khi nhận được cái kế hoạch của thành phố cách đây 2 ngày thì đoàn thanh niên thành phố đã huy động khoảng gần 100 bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thiết kế khoảng gần 1.000 đèn hoa đăng để phục vụ cho lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong do đại dịch Covid-19. Và trong đấy là con cái là cũng như là không có ai để ở bên cạnh để chăm sóc. Nhưng rất là đau xót mà lúc mà mẹ mất mình đi rồi là cũng không được xin được thông báo con cái và gia đình trong chương trình lễ tưởng niệm tối ngày hôm nay đau lòng.